làm việc với dung môi hữu cơ. Phần này giải thích công việc sử dụng hóa chất như dung môi hữu cơ. Một đại diện của những dung môi hữu cơ là chất pha loãng. Nhưng hiện nay, những dung môi hữu cơ đã giảm những chất độc hại, nhưng không phải tất cả đều hoàn toàn vô hại. Luôn luôn thông gió khi sử dụng dung môi hữu cơ. Ngoài ra, vì nó rất dễ cháy, tấm sử dụng lửa hình minh họa này cho thấy sơn bằng phun xịt vì làm việc trên cao có nguy cơ hít phải dung môi hữu cơ và trở nên sững sờ, rơi ra khỏi giàn giáo. Hãy sử dụng mặt nạ khí và đai an toàn. Ngoài ra, chỉ những người được đào tạo đặc biệt mới được phép làm việc với những dung môi hữu cơ. Điểm cần lưu ý để an toàn. Có chọn sơn có ít độc hại không? Công nhân có biết về nguy cơ của vật liệu không? Có hoạt động theo quy trình làm việc dưới sự chỉ đạo của chỉ huy không? Có dùng mặt nạ khí không? Có lửa gần nơi làm việc không? Có đủ thông gió không? Công nhân có được đào tạo về công việc dùng dung môi hữu cơ không? Có biện pháp chống trộm những thùng chứa rỗng